Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục khó khăn, thách thức, song dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, với quan điểm xuyên suốt lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đặt quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó, vươn lên, đạt được những kết quả toàn diện, tạo dấu ấn rõ nét ở tất cả các lĩnh vực công tác. Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước. 10 kết quả nổi bật của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023. Hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc mạnh mẽ, 100% các xã, huyện và tỉnh trên toàn quốc thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy 63 tỉnh thành phố đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện chính sách, quan tâm kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 3 cấp, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đến nay 100% các xã tại 63 tỉnh thành đã thành lập ban chỉ đạo tương ứng, có 10.595 ban chỉ đạo cấp xã. 60 trên 63 tỉnh đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 22 trên 63 tỉnh trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 62 trên 63 tỉnh trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trước hết thì phải xác định là cái nhiệm vụ triển khai chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị, trong đó cơ quan bảo hiểm là cơ quan tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện. Sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương từ cấp tỉnh tới cấp xã cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần các nghị quyết của Đảng. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục tăng, đặc biệt tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chưa như kỳ vọng. Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân tiếp tục khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp công tác phát triển người tham gia. Song với quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành động lực hành động, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được các kết quả tích cực. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục tăng trưởng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Năm 2023, cả nước có khoảng 18,26 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 39,25% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó khoảng 1,83 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 3,92% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 1,42% mục tiêu đến năm 2025 tại nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương. 14,7 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt gần 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đặc biệt, diện bao phủ bảo hiểm y tế tiếp tục phát triển bền vững qua các năm. Năm 2021, tỷ lệ bao phủ là 91,01%, vượt 0,01%. Năm 2022 là 92,04%, vượt 0,04%. Năm 2023 có trên 93,3 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ 93,35%, vượt 0,15% so với nghị quyết 01 của Chính phủ, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Số người thụ hưởng chính sách ngày càng lớn, quyền lợi người thụ hưởng tiếp tục được đảm bảo kịp thời với chất lượng phục vụ ngày càng cao. Toàn ngành tiếp tục ghi dấu ấn cho công tác chuyển đổi số, đổi mới tác phong làm việc theo hướng phục vụ, giải quyết và chi trả đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách. Đặc biệt, thực hiện nghị định số 42 của Chính phủ, với tinh thần khẩn trương, toàn ngành đã ưu tiên tập trung nguồn lực, chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 và hoàn thành ngay trong buổi sáng ngày đầu chi trả với 100% người hưởng qua tài khoản cá nhân, khoảng hơn 1,24 triệu người, với tổng số tiền trên 8,8 nghìn tỷ đồng. Việc triển khai hiệu quả nhanh gọn nghị định số 42 của ngành đã được người dân ghi nhận và đánh giá cao.